giúp tao cái này được không? Nope. Không phải là lúc nãy á, tao với Kim Anh đi ngoài đường á, cái xong tao lỡ bị tông vô xe của người ta rồi, bây giờ người ta bắt đền á. Cái chuyện này mình cứu. Hello các bạn, mình là Phúc, mình từ siêu tử, hôm nay tiếp tục series Rất Đường Phố. Mời các bạn đi thế nào? Đang tiền hỗn chút đâu ạ. Mình đang quay Rất Đường Phố, gọi điện gì cho người thân hoặc bạn bè mình nói là mình đang khoản nợ, còn số tiền gấp. Anh thấy anh nó hỏi là bây giờ anh đó đang quay một cái thử thách, đó là mình đang cho bạn bè của mình nói là mình đang cần một số tiền gấp đi. Mình đang gọi nợ cùng số tiền gấp chủ khoản được rồi. Để cho ngầu. em có thể giới thiệu tên và năm sinh của mình được không ạ? À, em tên Phương Uyên, sinh 2008. Em có thể gọi điện cho Rắc cùng anh gọi điện cho bạn bè mình nói. Ok, nhưng mà trời. Nó là mình đang gặp chuyện gì đó hoặc là cần số tiền gấp chủ khoản thôi nhỉ? Ok, để em thử gọi. Alo. Alo. Alo, ê bây giờ tao với Nguyên đi chơi á mày, nhưng mà bây giờ xài hết tiền rồi. Sao mày ngu thế hả? Bây giờ bắt xe về không có được. Mày đừng có mồm điêu đi. Mượn được không? Mượn 200 được không? 200, 500 gì á. Bây giờ tuốt ở quận 1 lận. Bây giờ tao không có chuyển tài khoản cho mày được, nó có tài khoản tiêu. Chứ giờ sao? Kêu mẹ mày đi, được không? Mẹ tao không có gì. Bây giờ xe bị hư hay gì rồi nè. Quá độ. Trời ơi, bây giờ có tiền về nè. Nope. Xạo chờ quá, xạo chờ. Vậy kinh hai mày đi, chỉ cho tao đi. Bây giờ đang cần gấp lắm nè. Bây giờ mày kêu ai chở tao lên quận nhất, bây giờ tao sẽ đưa mày tiền. Ai má, ai gảnh má. Bây giờ sao kinh hai mày đi, chứ giờ về không được nè mày. Má tao réo tao về nè. Bây giờ mày muốn sao? Nè bây giờ nha, nếu mà muốn có 200 á là mày kêu thằng Long xuống đi chở tao, xong rồi tao phải lên nhà con Phụng tao lấy thêm tiền nữa. Thằng Long mới đi đá banh rồi. Thì đó, sao mà tao có thể mà chuyển tiền đưa tiền cho tụi bay. Thằng Đạt sao được, thằng Đạt xa lắm. Kêu anh mày đi, kêu anh mày trở lên, anh mày có nhà không? Tao còn muốn đi chơi. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Bây giờ mày gần nhà ai không? Có mày có gần nhà ai không? Tao không có biết gần nhà ai luôn á. Tao ở trong không thể. Tao gần nhà Quốc Nguyên á. Quốc Nguyên hả? Qua mượn tiền Quốc Nguyên đi. Rồi đi taxi lên giờ. Bắt taxi lên đi mày. Nhưng mà bây giờ phải có người chở tao tao mới lên, chứ tao không có tài khoản, chưa có lập tài khoản mà tụi bay khủng quá hả? Bắt xe lên đây. Ê, khác gì tốn tiền nha, gấp đôi. Thì bắt xe lên rồi tao trả. Bây giờ bắt xe lên đi, bắt xe lên xong rồi ba đứa bắt xe về. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Hãy kêu con Phụng nhắn cho Trương Đạt trở lên. Mày nhắn con Phụng, Phụng nói mình nè. Nó bán rồi. Đâu. Ai biết đâu. Chứ giờ sao tôi về? Xách ba lô vào đi. Ngồi chịu. Ở cái tâm. Thôi nghỉ chơi từ đây nha, bye bye. Bye bye. Chào mày. Không có bạn bè gì nữa hết á. What the hell? Em nghĩ như thế nào thì có một người bạn như vậy? Trời ơi, quá bức dạ vậy. Trời ơi. Nói chung là tại chắc là lần đầu cũng không có mượn tiền á, nên là chắc mượn nó cũng hơi bất ngờ. Tại vì hôm nay em cũng thử thách nhỏ thôi à, chứ không có gì lớn, nên là em cảm ơn em. Ủa em ở đâu vậy? Em ở quận 6 là quận 6 qua đi chơi luôn hả? Đúng rồi. Hai bạn cùng đi chung quận 6 luôn. Đúng rồi. Anh cảm ơn em đặt cùng anh nha. Cảm ơn. Mình có thể làm phiền bạn một chút là anh em có thách cùng mình gọi về cho bạn bè hoặc người thân của mình nói là anh đang mất nợ luôn. Dạ anh thương mình. Mình bạn có thể cho tên mình. Dạ em tên Thương Minh, hôm nay em 16 tuổi. Anh nghe ngồi luôn. Dạ. Tao nè. Alo. Tao nè, nghe không vậy? Gọi gì vậy? Ê mày ơi, giờ tao đang đi chơi. Giờ tao đang đi chơi gọi nhưng tao. Mà đụng xe. Tao đụng xe á. Giờ không có tiền.
Bây giờ người ta bắt tao đền tiền, người ta dữ lắm mày ơi. Đền 2 triệu lỡ. Giờ mày cho tao mượn được không? Bây giờ mày cho tao mượn được không? Ý là bây giờ tao không có, tao đi ở bên Hoàng Sa đi, qua đây coi. Mày đang ở Hoàng Sa hả? Ồ, ở Hoàng Sa với bà chị tao. Vậy giờ mày chạy qua đây được không? Đéo. Đéo và đéo. Ý là bây giờ chuyển cho mày rồi, khi nào mày mới chạy cho bả, tại bả chuyện của bả không tin tao. Thì giờ mày cứ chuyển đi. Chuyển 2 triệu hả? Ừ, 2 triệu. Em xe hơi á chị. Giờ người ta đền, kêu đền 2 triệu. Phải là có chỗ sửa đi rồi bao nhiêu tiền rồi mình mới ấy được chứ. Bây giờ người ta đòi 2 triệu mà người ta dữ lắm. Oh my god. Wow. Giờ mày cho mượn được không? Đủ rồi. Lại luôn. Sao hay vậy? Vậy giờ chuyển khoản giùm nha. Có. Không có hả? Có bao nhiêu cũng được hết á. Gấp lắm rồi. Thôi, em nói ba mẹ em đi. Giờ chỉ còn 500 cũng được. 500 rồi sao được ba má rồi. Chị chuyển khoản cho em đi. Rồi, khi nào trả? Trả liền. Em trả liền. Đéo tin. Dạ. Cháu nói cái gì đó là dễ nha. Ờ, ok, cảm ơn em đã tham gia chương trình của anh nha. Thì các bạn một chút nữa mình, tại vì mình đang đi phỏng vấn đường phố, trả lời cần phải đồng trả lời quà. Mình thì hãy nhớ những giao tên của mình, với lại mình xin mình. Dạ, em đã là Trung Hoàng 2 tháng 2 ạ. Gọi điện về cho bạn hoặc là ba mẹ, mình nói là đang gọi nợ, mẹ gấp. Alo. Alo. Mày đang đâu vậy? Đang nhà. Ê, bây giờ mày ơi, mày giúp tao cái này được không? Nope. Không phải đâu, không phải á, tao với Kim Anh đi ngoài đường á, cái xong tao với lỡ bị tông vô xe của người ta rồi, bây giờ người ta bắt đền á. Cái chuyện đó mày cứ 20 triệu. Ôi trời ơi. Lỡ lỡ tao. Tao rung á mày ơi, giờ sao người ta dữ lắm á, giờ sao? Tụi giờ mày có số tiền 2 triệu dữ vậy. Nhưng mà vậy 500 có là mình có 2 triệu dữ vậy. Giờ mày đem 500 lên cho tao lên được không? Giờ tao người ta bắt tao cái mình ở lại nè. Trên phố đi bộ á. À, phố đi bộ. Em yêu mày sắp chết. Mày nói gì mày nói lớn lên. Nãy giờ nghĩ sao mà kêu qua phố đi bộ má. Thì tụi tao đang tông xe ở trên này á. Tụi tao bị đụng xe trên này. Bây giờ tụi tao bị kẹt. Bị kẹt không rủ đụng xe. Bố mày thích thì bố mày đi. Banh tiền qua tao không được á. Được. Vậy giờ bạn có lên đây không? Vậy giờ bạn có lên đây giúp tụi mình không nè? Má xíu rồi, 5-10 phút nữa tao mình đi ngang qua quán tao thấy tụi bay về coi chừng. Sợ quá phải. 10 phút nữa đúng không? Hết rồi. Em bị cảm mấy ngày rồi. Ok. Dạ rồi, em cảm ơn chị đã tham gia chương trình của em ạ. Dạ, cảm ơn.